nay mình đi tiếp, mình còn tỷ rồi. Ok anh hết rồi ha. Ok rõ là đúng không, có vấn đề gì trên đường truyền không? Thấy bên đây cái máy thì nó đang đơ 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 đơ. Alo, quý vị có nghe rõ không? Rồi, tôi đánh hết được rồi nè. Ok, cảm ơn. Nay không có chị Cát Phượng, chị Cát Phượng đi học cuối năm rồi. Chúng ta cũng quên ha, bữa nào ở đây chúng ta cũng họp cuối năm rồi. À, chúng ta tiếp cái phần siêu lý. Hôm trước là chúng ta đã đến sở hữu gì rồi đó. Thắng giải hả? Tứ chưa, tầm tứ chưa? Tứ rồi đúng không? Coi coi lại giúp cái hầm hầm chúng ta tới đâu đó. Quy tắc khá rồi. Quy chà rá chưa? Có hết cái dược rồi hả? Dục, ok, trong sẽ hữu dục chỉ là nó khác. Trong 48 à, qua nhánh tánh bất thiện rồi, nhớ rồi, mới có mấy ngày thôi mà đã bị mất ký rồi. Rồi chúng ta tiếp sở hữu si phần. Nhóm sở hữu si phần là nhóm sở hữu bất thiện. Riêng các cái tâm mà sở hữu tâm thì chúng ta đi một cách nó nhanh gọn, riết qua hết, để chúng ta biết một cách tổng thể là trên đời này nó có những tâm như vậy, trên đời này có những cái tánh như vậy, trên đời này nó có những cái sắc như vậy. Đó thì khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết đơn sơ giản dị đó trước, rồi sau đó chúng ta mới đi vào trong từng cái chuyên đề sâu hơn, cái sự vận hành mối tương quan qua lại giữa tâm, sở hữu tâm, sắc pháp vân, thì chúng ta nhìn một vấn đề và luận giải vấn đề nó dễ dàng hơn cho chúng ta. Song song bên cạnh đó đó, chúng ta cần có thêm những cái kiến thức bổ trợ khác nữa để chúng ta hiểu hơn ở cái góc độ khoa học đương đại thì người ta đang ở cái mức độ nào, ở cái góc độ siêu lý thì nó đã đến mức độ nào. Vì sự hiểu biết giữa cái khoa học đương đại như vậy và góc độ siêu lý như vậy thì chúng ta mới có một cái niềm tin chân chính, và chúng ta không có khởi lên một sự hoài nghi nào hết. Vì chúng ta cái công cụ tốt nhất của đương đại ta đã biết, cái công cụ tốt nhất của Đức Thích Ca đã dạy ta cũng biết. Ta không có cái sự hoang mang rằng là ổng khác với khoa học như thế, rồi khoa học khác với ổng như thế. Không có cái sự hoài nghi khởi lên. Hoài nghi này là hoài nghi sự thật á.
hội nghị trong các cái hạ phần cái sử là nó bị đoạn trừ. Do vậy mà song song với cái việc mình học về các cái siêu lý thì mình cũng nên học những cái hạng mục phụ kiện khác kèm theo ha, để mình có cái nhìn nó rõ ràng của đáo về sở hữu si gọi là mô ha. Quý vị cố gắng học thuộc cái bảng nêu chi pháp giúp nha. Tỷ không có cái bảng nêu á thì qua ha, nhắn qua để in cho tỷ một cái, em chỉ mang theo lúc nào cũng gói đầu nằm hết, giống như bùa vậy đó. Ai mà gặp mình mà cà chớn nó mình đưa bùa ra cái là ta sợ à. Rồi sở hữu si là trạng thái mê mờ tối tăm không có thấy rõ sự thật thì gọi là si. Mê mờ tối tăm không thấy rõ sự thật. Bốn ý nghĩa của si, chân tướng có nói là mờ ám trí tuệ đi, là mờ ám và trái với trí tuệ, làm cho u tối, làm cho ngu dốt. Phận sự của nó là che ngăn sự sáng suốt, che ngăn sự sáng suốt. Thành tựu của nó là làm mờ ám. Nhân cần thiết của nó là không khéo dùng tâm, không khéo dùng tâm, nó là cái sở hữu si. Đọc tới đây á, thì quý vị để thấy một cái chuyện đó là nếu như mà ai mà hành thiền á thì sẽ thấy rất là rõ. Rất rõ cái gì? Rất rõ là như thể có một cái gì đó khác. Không có 52 tánh. À vậy thôi đi nữa in năm. À trong bảng nêu là nó có 52 tánh luôn đó Du. Ở trong bảng nêu là bên trái là 121 tâm, bên phải là 52 tánh. Góc dưới cái phần đông đông nam đó là nó có sắc nhất bàn. Rồi phần phía nam đó là nó có cái phần danh chí định nghĩa chí định. À, trong đó nó có luôn á. Thêm cái 52 tánh nữa đó là Du sẽ thêm miếng thôi. Ok cái miếng đó đi in cho gửi cho tặng thêm cho mang theo thêm miếng bùa nữa. Thôi vậy đi tôi in hai mặt cho mặt thì giờ bản nêu mặt sau 52 tánh. Ơi tiếp tục nói gì đang nói gì cái gì cái buồn ra cái quay trở lại cái nó mất dấu rồi, như chim trời bay qua không để lại dấu. Ti ngăn che không khéo dùng tâm, rồi nhớ rồi. Không khéo dùng tâm, nếu ai mà quý vị có sự thực tập thiền quán thì quý vị sẽ thấy rằng đó là như thể có một cái tâm nào đó đang nhìn cái tâm nó đang diễn ra như vậy đó. Hiểu không nha? Đơn giản như là mình niệm thôi, tức là mình niệm thôi, chưa có định tuệ gì hết đấy ha, mới niệm thôi đó. Ra nè thử vào nè, thử vào nè. Cái mà biết ra vào á, cái biết ra vào á là cái tâm, tức là cái tâm biết ra vào, cái tâm mà biết là hơi thở đụng chóp mũi nè, đi vô nè, là cái thân thức ấy, nó biết. Rồi sau đó có cái gì đó nó biết là mình đang biết á, nó biết mình đang biết á, cái là cái gì, cái tâm nữa như là gì. Thì như vậy không có, rồi có cái tâm mà biết cái đang biết đó là cái gì mà nó biết được hay như vậy, nó dùng hay như vậy thì khó trả lời quá. Đó là nói cái chỗ thứ tư trong 47, đó là nhân cần thiết là không khéo dùng tâm. Không khéo dùng tâm là trong trạng thái như vậy đó, tức là trong cái lúc mà cái tâm á nó cần biết, cái thân biết đó thì nó không biết, nó lo chạy đâu chơi mà. Hoặc giả đó là nó chỉ có cái tâm mà nó biết ra vô thôi, 30 giây xong cái nó cũng biết là bên kia trời có đâu tiếng hát vang lên, hay là cánh cửa đập vô cái bùm, hoặc là cái này cái kia nọ nó bay ra, nó còn bám trên đình một nửa đó. Thì không có khéo dùng tâm là như vậy. Những cái thứ đáng biết cần biết thì không biết, mà thứ không đáng biết không cần biết thì biết. Cái đó là có một sự thế. Ở đây có một cái số ví dụ á, thì những cái ví dụ này nó có cái tính chất hiệp thế ghê gớm lắm nha, và nó không có đeo sát được với chân đế được ạ. Ví dụ như bóng tối ban đêm không thể thấy cảnh vật. Ví dụ này cũng không ví dụ thôi. Phân tích chi pháp của si. Phân tích chi pháp của si thì cái này thôi, tôi có 10 cái chi đó.
Thôi tới ngày thì đẹp trời đi, tới cái lúc mà mình đã xong hết, đã ổn hết rồi thì tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ làm một cái thẻ học đó, như thẻ học tiếng Anh vậy đó. Cái mình ghi chữ trên đó là cái chữ si mô há, dưới là cái định nghĩa, định nghĩa rồi xịn xịn thì cho ví dụ suy thế luôn, không có là thôi. Rồi mặt sau cái bắt đầu mình ghi là đối chiếu, về tâm, về sở hữu tâm, về tánh, về giống, về người, về cõi, về thọ, về nhân, về sự, về cảnh đó, về tương ưng, về bất tương ưng. 12 rồi 13 là về yếu hiệp, về bất yếu hiệp. Thì đó mười mấy thứ phía sau lưng gì đó, cái mình phát người chồng 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 vậy đó, cái mình học cái tới cho bài, cái mình lên, cái mình sờ bốc thăm ra nè, bốc ra là mặt trước si, mình dơ mặt trước lên, cái người đó sẽ đập mặt sau. Đấy, cái mình dơ mặt sau là họ dơ mặt sau thì cái mặt trước là khỏi dơ. Thì cái thế nó thuộc mới dễ chứ giờ khó khó thuộc đó, và khó nhớ đó. Thì cái đó để từ từ đấy ha, khi mà chúng ta qua tới cái phần liên kết lại giữa tâm này với tâm nữa thì nó còn thêm ra nữa, chứ không phải chỉ có như này thôi. Sở hữu tâm đi kèm với tâm nào, rồi tâm nào đi kèm với sở hữu tâm nào. Rồi si thì si xong người ta biết gì ta, si tới vô tàm ahri, ahri cá, bên kia là hi rí ha. Thì hi rí là tàm, thì giờ sư vô tàm là a hi rí, nhưng cũng biết sao có thêm chữ cá làm sao nữa đó, biết khuyến mãi chữ cá làm sao, thì cái chia Pali thế nào đó mình không có cái rõ cái phần ngữ pháp đó, cho nên là ghi như thế nào thì mình học như thế đó thôi. A hi rí cá thế là vô tàm. Định nghĩa của sự vô tàm là trạng thái không có hổ thẹn đối với tội lỗi, trạng thái không hổ thẹn đối với tội lỗi, không có biết hổ thẹn đối với tội lỗi thì gọi là vô tạng. Chân tướng tôi nói là cách không ái ngại sự ác xấu, không ái ngại sự ác xấu. Phận sự là làm cho tội lỗi, là làm tội lỗi. Sự thành tựu là không lui sụp với cảnh tạo ác. Nhân cần thiết là không biết tự trọng, thiếu tự trọng, thiếu liêm sĩ, nó là vô tàm. Thường thường vô tàm vô úy thì nó đi chung với nhau rồi, thì không có khi nào thấy mà chỉ có vô ý không vô tàm, chỉ vô tàm không vô úy, hay vô tàm là vô úy mà vô úy là vô tàm. Nó một cặp bài trùng rồi, nó như thế đó. Vô tàm thì chỉ có một thôi, đi với các tâm bất thiện thôi, vô tàm là không hổ thẹn đối với tội lỗi, không hổ thẹn đối với tội lỗi. Rồi đi đi sâu về cái vô tàm hơn, nữa là quay trở về với cái câu hỏi của Mi hồi thời trước đó, không biết là bao nhiêu ngàn cái đất trước đó. Về phân biệt giữa cái vô tàm vô úy với cái xin lỗi, phân tích cái tàm cái úy với cái gì ta, mình nhớ lại cái quên mất rồi. Phóng vật, không phải phóng vật mà là gì, chậu hối, chậu cửa hối quá, trắng rứt, vân vân vân. Thì đó là phân tích giữa tàm quý với cắn nước ở bên chỗ hối, tàm quý ra, còn ở đây là vô tàm vô úy. Vậy thì mình sẽ thấy đây vô tàm và tàm và úy nó khác với cắn rứt và chỗ hối, còn cái này là đang là vô tàm, thì mình sẽ thấy đây vô tàm trước tội lỗi, tức là không hổ thẹn đối với tội lỗi, không hổ thẹn đối với tội lỗi. Thì cái tội lỗi đó nó có thể có trước hoặc nó có thể có sau trong cái quá trình mà mình thực hiện nơi thân khẩu ý. Ví dụ một cái người thấy một kẻ sát nhân, đó là một điều tội lỗi. Như cái người ấy đó, họ không có hổ thẹn với cái sự ác đó mà họ còn cổ võ, họ còn vỗ tay, họ quan ngưng, họ nói thầu IS thật là anh hùng, siêu diệt trên thế giới này, thiên hạ vô địch, giết người không gớm tay, vân vân và mây mây.
thì đó là cái người đó đang Ahirika, đó là đang vô tà, chứ họ không có có cái sự hổ thẹn nào đối với cái điều sai điều xấu hết, chứ là có những điều sai điều xấu họ chưa có xảy ra. Nhưng nếu một người á mà có sự có một người mà vô tàm thì cái điều sai điều xấu chưa xảy ra đó, khi mà họ nhìn thấy điều sai điều xấu chưa xảy ra đó nhưng mà đã xảy ra nơi người khác, hoặc đã nghĩ đến ở trong cái ý thời, họ không có khởi lên cái sự hổ thẹn đối với điều sai điều xấu đó, tức là trước khi cái điều sai điều xấu xảy ra, sau khi điều sai điều xấu xảy ra, trong khi điều sai điều xấu xảy ra thì họ vẫn không có cái sự hổ thẹn, không có tự trọng trước những cái điều sai điều xấu đó. Họ có thể là họ bên vực, họ có thể họ ủng hộ, họ có thể họ ca tụng dân, đó là vô tàm. Như vậy thì không hổ thẹn trước sai trước xấu thì nó có liên quan hay là có liên đới gì đối với cái sự cắn rứt và trạo hối gì không, lại tiếp tục đặt cho một cái mối tương quan khác. Nếu như hôm trước là tàm và cắn rứt trạo hối thì bây giờ vô tàm với cắn rứt trạo hối. Như vậy nếu như xét ở góc độ bình dân thì chúng ta thấy rằng làm một cái chuyện sai, biết cắn rứt với chuyện mà làm một cái chuyện sai mà còn không biết hối cải, không biết hổ thẹn, không biết tự trọng, thì dường như mình nghĩ rằng là một cái người cắn rứt có vẻ nó tốt hơn nha, nhưng mà không có phải như vậy. Hai thằng đều không tốt như nhau hết, hai thằng đều tệ hại, hai thằng đều xấu xa hết. Và chúng ta nên nhớ rằng á là cái thằng sở hữu vô tàm nếu vô úy và phóng dật là nó đi kèm trong cái nhóm của si. Cái nhóm của si là cái nhóm nặng nhất nha, chứ không phải là cái nhóm nhẹ nhất đâu. Tham sân si thì si là nặng nhất, và si là cái nhóm mà nó chi phối hết cho tất cả dẫn tâm bất thiện khác. Cho nên cái trạng thái vô tàm đó, nếu mà mình nói trong cái đời thường mà nó nặng hơn dân dân đó, thì là còn si là nó nặng hơn, vô tàm nó đi kèm theo đối với cái nhóm si phần mà thôi. Thì như vậy cắn rứt và vô tàm hai thằng này đều xấu như nhau, chứ không phải là thằng cắn rứt nó xấu hơn vô tàm hay vô tàm xấu hơn cắn rứt. Thì hai thằng là đều xấu, cho nên cái chuyện mà tu tiến tập vân vân là để đoạn trừ với nó, chứ không phải để phân biệt cái thằng nào xấu hơn rồi thằng nào đẹp hơn. Thằng nào thuộc vào nhóm tấp bất thiện thì đều xấu hết, chứ phải phân ra thằng xấu hơn, thằng xấu ít hơn. Xong cái vô thức sẽ lựa thằng nào xấu ít hơn mình làm được, thằng nào xấu nhiều hơn quá thôi né, thì thằng nào vô đó cũng chết như nhau thôi. Vậy thì cắn rứt nó làm khổ mình, vô tàm nó làm khổ mình và khổ người. Cắn rứt quay trở về chính bản thân của mình, mình lo lắng, mình sầu bi, mình đau đớn vì những gì bất thiện mình đã làm, là quay về với cắn rứt, quay về với những cái sự trạng lại của những cảnh bất thiện. Vậy thì lúc này cái tâm của mình tiếp tục bắt cảnh pháp, tiếp tục sinh ra nghiệp trong dòng hữu phần, tâm sân tiếp tục khởi lên một cách dày đặc trước những sự bất thiện đã xảy ra, vốn không còn có thể cứu chữa gì được, nay tiếp tục tạo tác ra các hành nghiệp thì thiệt là kinh khủng dã man luôn. Nếu như nói với một cái người đó mà đã giết người một lần thì đã rất tội lỗi rồi, cái này về bắt đầu trạo về giết nữa, trạo về giết nữa, thì chỉ hỏi thôi cái nghiệp bất thiện ấy nó cứ chọc chồng chất chồng chất chồng, thì quý vị sẽ tự hiểu được là cắn rứt và vô tàm nó khổ như thế nào, nó xấu như thế nào, nó kinh khủng như thế nào. Chứ không phải nói là vô tàm thì nó là xấu hơn cắn rứt, hay là cắn rứt xấu hơn vô tàm. Cái độ thứ nhất là vô tàm đi với si, cho nên là nó sẽ chi phối toàn bộ cái hệ thống tâm bất thiện, thì đó là một cái điều mà nó cực kỳ xấu rồi đó. Thứ hai là cắn rứt thì nó là sẽ thấy chạm về mà sinh ra bao nhiêu bất thiện trong cái độ tâm như vậy, như mới phân tích, cho nên nó cũng lại tiếp tục là một cái vô cùng xấu. Thì dù thấy đó
cắn rứt vô cùng xấu mà vô tàm cũng vô cùng xấu, thì giữa hai cái vô cùng xấu không có so sánh lần nào xấu hơn nữa, mà tụi nó đều xấu rồi. Xong nó như thế nói là đi vô tí ha. Thì khi mình học mình suy tư một chút xíu về tất cả những cái điều đó, mình để ý một xíu, thì tất cả những cái điều này nó chỉ có khi nào mà mình thiệt sự là mình để ý chứ không cần phải đến độ là mình bắt chéo chân, mình ngồi mình quỳ niệm này, này là thân, này là thọ, này là tâm, này là pháp, đâu, không có cần đến mức độ như vậy mình mới có thể nhìn thấy đâu và mình hiểu đâu. Nhiều khi mình đi chà toilet thì mình cũng có thể mình ngẫm về vô tàm tàm cắn rứt rồi trậu hối vân vân cười nó như thế nào bla 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 cái kiểu trong từng cái giờ phút của mình đó, thì mình để ý cái tâm của mình ấy là mình sẽ thấy ngay những cái tâm, ví dụ là có cái chuyện nào đó sai cái mình khởi chuẩn bị trong cái lúc mình quét nhà thì hẳn mình khởi về mình nhớ về cái điều sai đó, cái mình biết vì được học, vì có tiếp lưỡi với Phật, cái mình biết rồi cái đó cái cắn rất bất nó quay trở về, cái chảo hối nó quay trở về. Nhưng mà vì mình có tàm quý biết sai sợ sai là thật là bắt đầu mình buông cái điều đó ra, với mình biết cái điều đó nó sai nó xấu này, vâng, thì quý vị sẽ quan sát được các cái tâm và sự tâm trong cái quá trình đó thì nó rất là tuyệt vời, nó tuyệt vời lắm, mình không có sự đụng chạm được với cái gọi là siêu lý. Thì mình vẫn phải mình học chỉ là học thôi, nghe chỉ là nghe thôi, bọn không có một cái chứng nghiệm nào hết, không có thể nghiệm nào hết. Thì như vậy mình rất khó để mình có thêm cái động lực để mà mình tìm hiểu nữa. Thì mình cứ học, mình bỏ ở đây rớt bên kia, bỏ ở đây rớt bên kia thôi thì nó tiếc lắm. Cố gắng mình hành tí ha, hành tí hay được rồi. Rồi sở hữu tàm, rồi tiếp tục sở hữu ý, anatta, nó đi ngược với thằng sở hữu quý. Vô quý là trạng thái không có ghê sợ tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, không ghê sợ nãy là không hổ thẹn tội lỗi, này là không ghê sợ tội lỗi. Bố ý nghĩa của vô quý chân tướng là cách không có ghê sợ tội lỗi, phận sự là làm tội ác, thành tựu là không sợ tội ác, nhân cần là không tôn trọng kẻ khác. Hồi nãy là không có tự trọng, không có tự trọng là không có tôn trọng mình, và cái thằng này là không tôn trọng người khác. Vì không tôn trọng người khác cho nên nó mới làm ra các cái ác nghiệp, nó mới làm ra các cái tội ác, nó mới làm ra những cái sự xấu xa ảnh hưởng đến người, chứ không chỉ dừng lại là ảnh hưởng đến mình. Vậy vô ý là không có ghê sợ cái tội lỗi, cái sự xấu ác. Hồi nãy hổ thẹn là một cái cấp bậc nó nhỏ hơn, thì vô ý không ghê sợ tội lỗi thì nó còn lớn hơn nhiều. Ví dụ như bà con không sợ cọp hay người uống thuốc độc không biết sợ, thì cái này cái ví dụ này nó cũng cả dính dáng cái vô ý nên đọc chơi cho vui thôi. Thì vô ý là không ghê sợ tội lỗi, chứ một cái tội ví dụ như ăn trộm, cái mình nghĩ về cái sự ăn trộm, mình thấy ăn trộm là một điều quá hay, quá đúng đắn, quá tuyệt vời, không có gì phải tai tấu hết. Mình thiếu tiền thì mình lấy tiền người ta mình tài thôi, thì suy nghĩ như vậy là không có ghê sợ cái tội lỗi đó, mà từ không ghê sợ cái tội lỗi đó nó dẫn đến cái chuyện là sẽ làm cái tội lỗi đó khi có điều kiện xảy ra. Thì lúc này điều kiện mà xảy ra là ý như rằng dẫn đến cái chuyện là không sợ tội và dẫn đến không tôn trọng kẻ khác, cho nên nó hành xử một điều ác làm ảnh hưởng đến người khác như vậy. Đó là hai cái sở hữu vô tàm vô ý. Vô tàm vô ý phóng dật nữa, phóng dật chúng ta tiếp trong cái phần phóng dật. Uthaccha phóng dật, định nghĩa sở hữu phóng dật là trạng thái tâm dao động phóng túng bị tầng cảnh chi phối,
tâm dao động, phóng túng, không có an định trên một cái đề mục, trên một cái đối tượng được ha. Thì đó là định nghĩa của phóng dật. Chân tướng của phóng dật là không an tịnh. Phần sự làm cái tâm không trụ được trên một cảnh được lâu. Vậy thì tới đây thì chưa hỏi quý vị chứ phóng dật nó đi ngược với cái thằng sở hữu tâm nào đã học. Em nhớ trả lời giùm. Em nhớ cho online. Còn ngủ hết rồi thì em không khác luôn. Nó khác với sở hữu gì? Phóng dật nó khác với ngược với sở hữu gì đã học. Ai xịn sò thì cho thêm ly ha. Yes, cảm ơn Nhật Hạt. Cô Tú đang quánh nha. Đi đang quánh này cho thêm ly đi. Gắn nhớ ly thêm. Rồi ly là cái gì? Mọi người cứ quánh vô hết đi. Mọi người cứ nhớ mình đánh thôi. Okay. Ai đánh rồi kệ người ta, chuyện mình làm thôi. Mình làm để mình nhớ chứ không phải là người ta làm rồi thôi mình khỏi làm, không phải vậy. Thấy thôi, người ta tu rồi mình khỏi tu luôn đi. Trời đất ơi, mình làm với mình nhớ à, một cái lần mình làm mình nhớ. Ikagata, Ikagata đó, định nhớ trái Gupi nha. Ikagata, rồi ok. Rồi ở trên là mình ghi theo cái cách mình đọc đó, mình ghi theo cách mình đọc, ở dưới này ghi đúng rồi đó. Ikagata. Rồi. Đó mình đụng tới đâu cái mình quay trở lại, mình đụng tới đâu mình quay trở lại vậy cho mình dễ chỉ nhớ. Thì ra mấy cái này nó có nhớ gì lắm. Tôi cứ cố gắng mình duy trì các lớp dạy cho tất cả các bạn, cho tất cả các bạn mới, bạn cũ vân vân. Đơn giản là để tôi có cái môi trường. Rồi tôi học tới học lui, tôi học tới học lui, có nhiều nó tới nó lui riết rồi mình thuộc được. Chứ mà mình chỉ có chuyện mà mình học một buổi rồi xong qua buổi sau chứ mình học lại cái khác đó, là mấy thứ này nó trôi qua cuộc đời mình như một làn gió nhẹ không còn chết gì hết. Cho nên là quý vị, nhất là các cái bạn mà trong thời gian tới nè, các nhóm đồng hành đấy, cố gắng duy trì cái việc học các tuôn bổ trợ để mà quý vị có thể học được. Chứ tôi thấy quý vị mà cứ ngồi học cứ tiết tiết ngày ngày cứ giác láp vô, giác cái cuốn tập cây viết vô hết lớp này đến lớp khác, tiết viết viết tiết, quay lại hỏi không nhớ gì trời, quay lại hỏi quên trời. Chứ hỏi là chỉ biết mỉm cười thôi, nín thở và mỉm cười thôi chứ không bao giờ hít thở. Cho nên là cố gắng dạy đi ha, cố gắng đó về các nhóm đồng hành này. Thay vì lượng giá đó 30 phút thì mình chia sẻ 15 phút, 20 phút gì đó, mình lý giải, mình nói về những cái gì mình đã học nè, vân vân vân, thì mình nhớ nó sâu lắm. Mà khi mà mình nói ra một cái điều gì đó đó, cái mình tự nhủ lên cái bản thân mình, trời mình có làm được đó chưa, trời cho mình còn phải sửa cái gì, thôi nó lợi lạc lắm. Đấy, có một đồng chí hôm nay cái nhóm đồng hành đó thì mình chia sẻ lại với ông bà của bác anh chị em đó, muốn tìm hiểu về tâm lý đồ các kiểu đó thì đi dạy tâm lý đi, đem siêu lý dục vô đứa nào biết đâu. Thì cho nó học cao cao lên tí, người ký sách nào bóc sách nào cũng được chứ, sách nào cũng được chứ, tại vì ai nói mình nói chứ không phải sách nói đâu. Thì sách thì cũng đọc đôi câu lên rồi bình luận ở trên đó, mở rộng ở trên đó cho nó nghe, để nó thấy rằng là tâm lý nó chỉ là một cái gì rất là cùi mía thôi. Cái quan trọng là những sự hiểu biết khác ấy, thì nó sẽ bổ trợ cho tâm lý nhiều hơn. Giống như tâm lý trị liệu dạy cho các mẹ bỉm sữa đó, thì đó mới có học nửa tháng, gần tháng chứ, 3 buổi rồi chứ, mà mới được có 2 đoạn trong phần lời nói đầu thôi. Để học mà nó chậm đến như vậy, đậm chậm hơn rùa bò này. Thì cái việc mà mình học cái đó, thật ra nó chỉ là một cái cách thức để mình mượn cái đó mình truyền tải một cái gì đó nó lớn hơn cái đó thì nó mới có giá trị. Nhưng mà đừng có mượn cái đó mà truyền tải một cái gì mà nó bé hơn cái đó nghe là nó tệ lắm nha. Giống như là mấy cái pháp thoại của mấy sư Bắc truyền đó, vô ông toàn là kể chuyện của 3 cháu gà đều không, mà nghe mấy cái chuyện đó nó không có liên đới gì trơn cho cái việc áp dụng cái pháp vào trong đời sống hết.
thì cái đó là giảng 1 tiếng nhưng mà lợi lạc chỉ có 15 phút thôi. À, thì mình làm sao mà giảng 1 tiếng mà lợi lạc chừng 3 ngày vậy đó à, là được rồi. Để cho người ta suy nghĩ về chính cuộc đời của người ta này, cho người ta nhìn thấy này, còn có những cái thứ siêu lý sâu xa hơn, giải quyết vấn đề một cách cặn kẽ rốt ráo hơn, hoặc là cho người ta nhìn ngắm về những vấn đề tối hậu người ta, giống như ngày hôm chủ nhật, cho các bạn suy nghĩ về hạnh phúc, bình an, tự thân, vân 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 rồi đây. À, thì cho nên nếu mà về mình mà làm cái điều đó thì sách nào vô nói cũng được hết, sách càng sai vô nói càng dễ, miễn sao có đó nhà xuất bản này được. Thì cái lựa trong thư viện đi ha, rồi cần hỏi cái gì đó thì cứ mang hỏi lại, cứ chia sẻ trên một ít để mình đi chia sẻ lại cho mấy mấy em đó. Mình cho vào mình tiếp bốn cái ý nghĩa, tứ ý nghĩa của sở hữu phóng dật, bao gồm chân tướng là sự không có an tịnh, không an tịnh. Phận sự là làm cho tâm không có trụ một cảnh được lâu, tâm không có trụ một cảnh được lâu, không có trụ được ha. Rồi này sao giống mi quá, không có trụ được lâu nè, cứ lại được 5, 10, 15 phút là bay nè. Chữ hành tựu là tâm hằng dao động, tâm hằng dao động. Nhân cần thiết là tác ý không khéo, tác ý không khéo. Mình làm một cái điều gì đó mà mình có thể làm được tới nơi tới chốn, mình làm mà mình không có sự chán nản, mình làm mà mình không có sự bất tội ý, vân vân á, là nhờ cái sự tác ý, tác ý. Bởi vì đó mình biết những cái thứ mà nó đến với đời của mình á, không có phải chỉ do mình quyết định không, mình chỉ có khả năng quyết định trong giờ phút thực tại là chỉ 50% thôi. 50% là do nghiệp quá khứ, các cái tiền thiên tạp đố gì đó, bao nhiêu đời dưới kiếp nó trở lại với mình nữa. Thì cái gì mà mình quyết định được thì mình quyết quyết cái ào cái đi, rồi làm cho tới 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 cùng để cái chuyện đó. Thì nếu mà mình gặp những cái sự bất trắc trúc trắc trục trặc trên cái con đường để mà mình làm cái điều đó, thì mình phải quay trở về với cái tác ý. Mình không có cái sự tác ý khôn khéo á, mình khó để mình làm được lắm. Thì khi một cái sự khó khăn nào đó nó khởi lên với mình ấy, thì mình lại quay về cái câu hỏi đầu tiên: tại sao tôi làm này, tại sao tôi chọn này, tại sao tôi chọn kia. Rồi khi mà mình đã quay về với cái câu hỏi đầu tiên đó rồi, thì bây giờ mình phải đi tiếp cái câu hỏi thứ hai, chứ đừng trả lời câu đó xong bỏ luôn rồi đi qua chuyện khác. Là câu hỏi thứ hai là bây giờ trước cái điều đó đó, rồi bây giờ mình tìm cái cách nào, cái phương án nào, cái giải pháp nào để mình giải quyết cái bài toán đó cho nó trở nên tối ưu hơn. Chứ không phải bây giờ nếu mà mình buông cái này mình qua cái khác thì pháp nó vận hành như vậy đó, ở nơi mô nó cũng vậy đó, rồi sẽ phải gặp như vậy đó, mình chạy nó tới bao giờ mà mình không có chạy được. Cái khổ, cái vô thường và cái vô ngã không chạy được, không chạy. Bây giờ mình chỉ có cách là mình phải nhìn được nó, mình phải đối diện mới được với nó. Vậy thì mình có được cái điều kiện để mình nhìn thấy nó thông qua cái pháp bất thiện. Ngày xưa bây giờ nó trổ sanh thành quả bất thiện đó, nó cho chúng ta cái sự bất tội ý, không có đẹp lòng đẹp dạ với cái con đường mà chúng ta đã chọn, với việc mà chúng ta đã làm, với ý nguyện mà chúng ta phải lên. Thì lúc này ta đối diện với nó như thế nào, sử dụng nó tiếp tục làm cái chất liệu cho cái con đường đi của mình, bởi vì mình đã có cái đích đến rồi, có cái đích đến rồi. Thì lúc này mình có cái sự an ổn hơn trên cái con đường tu tiến Phawana của mình, chứ không hồi đó là mình mệt lắm. Bởi vì ở đâu thì mình cũng sẽ gặp cái bất toại nguyện, không 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 có thể nào mình tránh khỏi hết á. Mình thấy mình lựa ok thì giờ mình lựa cái chỗ mà nó đỡ bất toại nguyện hơn thì mình duy trì cái đó. Thì mình duy trì cái đó rồi mình thấy cần một cái chất liệu gì đó thì mình tạo tác ra cái chất liệu đó. Nhưng mà mình biết mình tạo tác ra chất liệu đó bởi vì mình cần, mình sử dụng nó, thì mình không có phải giống như cái chuyện mình quăng cái cục đá vào trong đống tro để mình nó bay tung tóe, nó bay tung tóe về các hướng hết, ô nhiễm chết. Thì bây giờ là chúng ta sẽ biết sử dụng tất cả những cái điều đó một cách nó lợi lạc, nó giá trị trong cái chừng mực tối ưu nhất mình có thể làm. Bởi vì mình biết ở trên cái con đường ngày càng xa vời hơn nữa, trong cái cõi người này, để mà đi đến cái đích đến cuối cùng mà mình ước nguyện,
thì còn gặp nhiều khó khăn lắm. có nhiều lắm. Mình không có thể nào mình né hoài được, không thể nào mình né hoài. Bắt buộc mình phải đối diện, mình đối diện với nó, mình giải quyết. Ngày trước là Đức Phật cũng phải đối diện với nó như vậy. Chừng nào mà máu khô, xương cốt cho thân xác này mà nó banh chành tan nát thế, cổ không có đứng dậy, cổ không có buông ra. Rồi nó khác với cái chuyện mà chừng nào mà sắp chết đứng dậy bỏ nha. Mình nhớ cái nguyện của Đức Phật nó khác nha, về mặt logic đó. Thì chúng ta cũng phải tập thôi, bởi vì đến một cái lúc nào đó chúng ta phải xài tới cái chuyện này. Nếu bây giờ mà mình không có quân tập cái này, mình không có gieo á, thì sau này mình không có cái tánh đó, mình không có cái tánh đó thì mình rất là khó. Nhưng mình tập từ từ. Đó là nói về cái phóng vật của thất chắc. Tham. Tham tài kiến ngã mạng đi chung. Tham tài kiến ngã mạng đi chung. Thôi cái này đi chung đi, bữa sau mình tham đi. Nó lột phát. Nay mình mới hết cái nhóm sở hữu si phần thôi. Si ngũ tàm, ngũ úy, cũng dập. Ok, cái gì còn có cái câu hỏi hay là chia sẻ cái vấn đề gì không, xin mời theo. Hỏi gì mình có gì hỏi hay chia sẻ thì cũng được. Có thời gian quý vị nghe cái bài Vi Diệu Pháp Siêu Sáng Nhiên Giảng. Rồi nó hay lắm quý vị ơi, nó hay kinh khủng luôn. Tôi không có cái thời gian tôi nghe. Cái bữa nào mà tôi thấy tôi ổn ổn thì cái tôi mở buổi trưa lên để tôi nghe. Tôi nghe buổi trưa thì thường tôi không thể nghe hết clip của sư giảng 2 tiếng ngoài đó, cho nên là uống buổi trưa tôi chỉ nghe được có nửa rồi. Rồi xong rồi tới giờ dài tới nữa rồi. Quý vị có sự giờ gán tôi xếp nghe cái đó, nghe rồi mình ghi lại rồi xong cái mình chia sẻ cái phần ghi lên cái group để mọi người, ai người ta không có cái điều kiện người ta nghe, người ta lướt qua mường sương gió thì người ta cũng nhìn thấy một cái gì đó lợi ích cho người ta, giá trị cho người ta, một cái sự pháp thí nó thù thắng. Mình không có được cái khi khác thì thôi mình pháp thí mình cho để mình đời sau nữa thì có người ta cho được mình, thì đó quý vị dám nghe nha, cái độ 6-7-8 bài gì đó. Nghe hỏi gì không? Đây có cô đang nói câu hỏi. Tạp cô dùng với tài á,
có cái mong muốn học Bali, thì cái thời gian tới sắp xếp một cái buổi đi học Bali chung với hai em. Hai em có cái sự hứng thú lắm á, thì có gì chia sẻ thêm ha, để cho hai em có cái bước đà để hai em bắt đầu đi vào cái con đường tự học hỏi khám phá thêm. Chứ mình cũng có quá nhiều thời gian để mình có thể dạy cho mấy em, thì hướng cái hướng rồi mấy em có thể đọc tìm hiểu, không có vấn đề gì thì cứ trao đổi thêm với mình. Đó, thì hai bé đó có cái sự tầm cầu đó. Ok, thì thôi mình tạm thời mình kết thúc cái bài hôm nay ở đây. Cảm ơn quý vị đã tham gia cái buổi học. Một tuần mới thì có nhiều cái sự lợi ích hơn và nhiều giá trị hơn. Nhớ, giữ sức khỏe đầu mùa cuối mùa này nó rất là dễ bị bệnh.